Bạn có biết rằng chỉ cần cải thiện 1% mỗi ngày có thể dẫn đến hiệu suất tăng gần gấp 38 lần trong một năm? Sự thật đáng kinh ngạc này nhấn mạnh sức mạnh to lớn của những thói quen nhỏ. Chúng ta thường xem nhẹ tầm quan trọng của những lợi ích nhỏ, cho rằng chúng không đáng kể. Tuy nhiên, những cải tiến tưởng chừng như không đáng kể này, khi tích lũy theo thời gian, có thể mang lại kết quả phi thường. Nguyên tắc này áp dụng cho mọi mặt của cuộc sống, từ việc phát triển bản thân và kỹ năng đến kinh doanh và các mối quan hệ. Bằng cách tập trung vào việc thực hiện những cải tiến nhỏ, đều đặn, chúng ta sẽ mở ra một thế giới tiềm năng bên trong chính mình. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân, và tương tự như vậy, con đường dẫn đến thành công được tạo nên từ vô số bước nhỏ. Những bước nhỏ này, tuy nhỏ bé khi đứng riêng lẻ, nhưng lại tạo ra hiệu ứng dây chuyền, thúc đẩy chúng ta tiến tới mục tiêu với động lực mạnh mẽ. Bí mật 1% không phải là tìm kiếm một lối tắt thần kỳ nào đó để thành công. Đó là về việc hiểu được tác động to lớn của sự tiến bộ dần dần và đều đặn. Những người tài giỏi nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào đều không đạt được thành công chỉ sau một đêm. Họ đã vươn tới đỉnh cao trong lĩnh vực của mình thông qua nhiều năm nỗ lực không ngừng, luôn cố gắng để tốt hơn một chút mỗi ngày. Nguyên tắc này áp dụng cho dù bạn là một vận động viên đang hướng tới thế vận hội, một doanh nhân đang xây dựng doanh nghiệp hay một cá nhân đang tìm kiếm sự phát triển bản thân. Điều quan trọng là xác định những thói quen nhỏ mà khi được thực hiện đều đặn sẽ đưa bạn đến gần hơn với kết quả mong muốn. Những thói quen này ban đầu có vẻ không đáng kể. Tuy nhiên, chính sự cam kết kiên trì với những hành động nhỏ này, ngày qua ngày, đã tạo nên sự khác biệt giữa người phi thường và người bình thường. Bí mật 1% không nằm ở cường độ, mà là ở sự kiên trì. Một trong những rào cản lớn nhất đối với sự tiến bộ chính là suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta thường bị cuốn vào việc tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng và sự hài lòng tức thời. Chúng ta đặt ra những cái mục tiêu đầy tham vọng để rồi trở nên nản chí khi không thấy kết quả ngay lập tức. Sự thiếu kiên nhẫn này dẫn đến thất vọng và thường khiến chúng ta bỏ cuộc hoàn toàn. Chúng ta tự nhủ rằng mình thiếu tài năng, kỷ luật hoặc ý chí để thành công. Tuy nhiên, sự thật là sự thay đổi lâu dài hiếm khi xảy ra sau một đêm. Chìa khóa để vượt qua rào cản này là chuyện trọng tâm của chúng ta từ kết quả sang quá trình. Thay vì ám ảnh về mục tiêu cuối cùng, chúng ta cần chia nhỏ hành trình của mình thành những bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Cách tiếp cận này cho phép chúng ta ăn mừng những chiến thắng nhỏ trên đường đi, xây dựng động lực và giữ cho chúng ta luôn có động lực. Điều tuyệt vời của sự tiến bộ dần dần là nó không quá sức. Những thay đổi nhỏ dễ thực hiện và duy trì hơn theo thời gian. Khi chúng ta tập trung vào việc thực hiện những cải tiến nhỏ mỗi ngày, chúng ta sẽ ít bị kiệt sức hoặc bỏ cuộc hơn. Ví dụ, nếu bạn muốn bắt đầu tập thể dục thường xuyên, đừng cố gắng trở nên hoàn hảo chỉ sau một đêm. Hãy bắt đầu bằng cách cam kết đi bộ 10 phút mỗi ngày. Khi điều này đã trở thành thói quen, hãy tăng dần thời lượng hoặc cường độ của các buổi tập. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ kỹ năng hoặc thói quen nào mà bạn đang cố gắng phát triển. Cho dù đó là học một ngôn ngữ mới, thành thạo một loại nhạc cũ hay cải thiện kỹ năng viết của bạn, chìa khóa là bắt đầu từ những điều nhỏ nhất và dần dần tăng thử thách khi bạn tiến bộ. Phần 5. Nam vững nghệ thuật hình thành thói quen. Thói quen là những viên gạch xây dựng nên thành công. Chúng là những hành động nhỏ mà chúng ta thực hiện một cách tự động, không cần suy nghĩ có ý thức. Bằng cách hiểu được khoa học về hình thành thói quen, chúng ta có thể khai thác sức mạnh của nó để tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Một khuôn khổ hiệu quả để xây dựng thói quen là vòng lặp gợi ý, thèm muốn, phản ứng, phần thưởng. Đầu tiên, xác định một gợi ý sẽ kích hoạt hành vi mong muốn của bạn. Đây có thể là một thời điểm cụ thể trong ngày, một địa điểm hoặc thậm chí là một cảm xúc. Tiếp theo, hãy làm cho thói quen trở nên hấp dẫn bằng cách liên kết nó với thứ gì đó bạn thích. Sau đó, hãy làm cho thói quen trở nên dễ thực hiện bằng cách loại bỏ bất kỳ trở ngại hoặc ma sát nào. Cuối cùng, hãy tự thưởng cho bản thân vì đã hoàn thành thói quen, củng cố hành vi tích cực. Phần 6. Chuyện trọng tâm của bạn, từ mục tiêu đến hệ thống. Mặc dù mục tiêu rất quan trọng để định hướng, nhưng việc tập trung vào việc xây dựng hệ thống hỗ trợ kết quả mong muốn của chúng ta cũng quan trọng không kém. Hệ thống là một tập hợp các thói quen và thói quen được kết nối với nhau, hoạt động cùng nhau để tạo ra kết quả nhất quán. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, hệ thống của bạn có thể bao gồm các thói quen như theo dõi lượng calo, chuẩn bị bữa ăn lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Bằng cách tập trung vào việc xây dựng một hệ thống bền vững,
bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu giảm cân và duy trì lối sống lành mạnh lâu dài. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Cho dù bạn đang hướng tới thành công trong sự nghiệp, tự do tài chính hay sự viên mãn cá nhân, chìa khóa là phát triển hệ thống hỗ trợ mục tiêu của bạn và biến thành công thành điều tất yếu. Một trong những khía cạnh mạnh mẽ nhất của bí mật 1% là hiệu ứng gộp của những thay đổi nhỏ. Cũng giống như lãi suất kép, lợi ích của những cải tiến nhỏ tích lũy theo thời gian dẫn đến tăng trưởng theo cấp số nhân. Hãy tưởng tượng hai người, cả hai đều bắt đầu với cùng một trình độ kỹ năng hoặc kiến thức. Một người cải thiện 1% mỗi ngày, trong khi người kia không nỗ lực cải thiện. Ban đầu, sự khác biệt giữa hai người sẽ không đáng kể. Tuy nhiên, theo thời gian, khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng rộng ra theo cấp số nhân. Người nào liên tục thực hiện những cải tiến nhỏ cuối cùng sẽ vượt qua người kia với khoảng cách đáng kể. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chơi một trò chơi dài và nắm bắt sức mạnh của lãi kép. Theo đuổi sự xuất sắc không phải là một đích đến, đó là một hành trình. Không có vạch đích nào trong quá trình phát triển bản thân. Luôn có chỗ cho sự cải thiện, cho dù chúng ta có thành công đến đâu. Điều quan trọng là trau dồi tư duy cầu tiến, coi thử thách là cơ hội để học hỏi và phát triển. Thay vì sợ hãi thất bại, chúng ta nên coi đó là một bước đệm để tiến tới thành công. Mỗi trở ngại mang đến những bài học quý giá có thể giúp chúng ta cải thiện và tiến về phía trước. Hành trình cải tiến liên tục là một quá trình liên tục đặt ra mục tiêu, thử nghiệm các phương pháp mới và học hỏi từ kinh nghiệm của chúng ta. Đó là về việc phấn đấu để tốt hơn một chút mỗi ngày, biết rằng ngay cả những cải tiến nhỏ cũng có thể dẫn đến những kết quả đáng kể theo thời gian. Khi bạn bắt đầu hành trình phát triển bản thân của riêng mình, hãy nhớ rằng bạn không cần phải làm điều đó một mình. Chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc và thử thách của bạn với những người khác có thể mang lại sự hỗ trợ và động lực quý báu. Bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, bạn không chỉ truyền cảm hứng cho người khác mà còn củng cố cam kết phát triển của chính mình. Khi chúng ta nói rõ mục tiêu của mình và chia sẻ tiến độ của mình với những người khác, chúng ta sẽ có trách nhiệm hơn và đi đúng hướng hơn. Kết nối với những người cùng chí hướng, tham gia cộng đồng trực tuyến hoặc bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn bè và gia đình. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa của sự thay đổi tích cực, truyền cảm hứng và hỗ trợ lẫn nhau để mở khóa tiềm năng của mình. Có rất nhiều nguồn lực sẵn có để hỗ trợ hành trình phát triển bản thân của bạn. Từ sách và podcast đến các khóa học và hội thảo trực tuyến, có vô số cách để tiếp thu kiến thức mới, phát triển kỹ năng mới và kết nối với những người cố vấn và huấn luyện viên. Khám phá các nguồn lực khác nhau, thử nghiệm các phương pháp khác nhau và tìm ra cách phù hợp nhất với bạn. Hãy nhớ rằng học tập là một nỗ lực suốt đời. Chúng ta càng đầu tư nhiều vào sự phát triển bản thân, chúng ta càng mở rộng tầm nhìn và mở khóa tiềm năng của mình. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, giữ vững sự đều đặn và nắm bắt sức mạnh của bí mật 1%. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân và con đường dẫn đến thành công được tạo nên từ vô số cải tiến nhỏ. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung ý nghĩa khác từ kênh 1% mỗi ngày.